cách để khơi mào chuyện ấy có thể bạn thoáng trông thấy nữ kia và bỗng cảm thấy hưng phấn cũng có thể bạn vừa thức dậy và chỉ nghĩ đến việc làm tình có đôi khi chúng ta đột nhiên thực sự muốn quan hệ tình dục dù nguyên nhân gây ra ham muốn là gì cũng không quan trọng tất cả những điều mà bạn cần là làm cho người ấy cũng muốn điều đó trên thực tế đây không hẳn là bí quyết gì lạ lẫm chỉ cần giao tiếp cởi mở với một chút táo bạo bạn sẽ có thể khơi mào và làm tình với nữ kia Phương pháp 1. Làm thế nào để khơi gợi chuyện ấy trên giường? 1. Thử đóng vai kẻ gạ gẫm. Đừng chờ người ấy chủ động. Thậm chí nếu họ chưa có hứng, bạn vẫn có thể xoay chuyển thế cờ bằng cách chủ động kiểm soát tình hình. Hãy bật đèn xanh bằng những tín hiệu rõ ràng hoặc lấy ra vài dụng cụ hay đồ chơi tình dục nào đó. Bạn cũng có thể tiếp cận theo cách táo bạo hơn bằng cách nói trực tiếp. Điều hay ho nhất là nếu cả bạn và người ấy đều cảm thấy thoải mái trong việc khơi mào chuyện ấy. Cuối cùng cả hai sẽ quan hệ tình dục nhiều hơn và đôi bên cùng có lợi. 2. Bạn có thể thăm dò nếu như không chắc. Thử âu yếm nhằm phán đoán mức độ hứng thú của nữ kia. Hôn cũng là cách kích thích hương phấn tình dục hiệu quả. Bạn có thể đẩy cảm xúc lên cao hơn bằng cách dùng tay khám phá người ấy. Nhớ để ý đến cách mà họ phản ứng khi bạn đụng chạm. Nếu đối phương có vẻ tận hưởng, bạn có thể thừa thắng xông lên. Nếu họ có vẻ do dự hay muốn ngăn bạn, hãy dừng lại. Phương pháp 2. Làm thế nào để khơi mào chuyện ấy trong mối quan hệ lâu dài? một Đừng nghĩ rằng bạn biết cách để làm cho nữ kia cảm thấy ham muốn. Thậm chí, dù hai bạn đã bên nhau một thời gian dài và bạn hiểu người ấy rất rõ, thì tình dục là một khía cạnh khác. Nghiên cứu cho rằng, nhiều người chỉ biết một phần nhỏ về hứng thú tình dục của nữ kia, hoặc họ hoàn toàn sai lầm. Nếu muốn quan hệ tình dục nhiều hơn với người ấy, bạn cần biết cách khiến chàng hoặc nàng ham muốn. 2. Hỏi nữ kia về những điều khiến họ cảm thấy kích thích để biết bạn phải làm gì. Chẳng hạn như, anh muốn em hỏi hay chạm vào anh? Hoặc khi làm tình, em thích bất ngờ hay biết trước? Hãy lắng nghe câu trả lời của đối phương, người ấy sẽ cảm thấy rằng bạn quan tâm đến cảm nhận của họ. Điều này gợi cảm hơn bạn nghĩ. Đồng thời, bạn sẽ biết cần làm gì để khơi gợi nhu cầu tình dục của nữ kia trong tương lai giao tiếp là cách thực sự hiệu quả để duy trì đời sống tình dục thú vị khi biết đối phương muốn gì bạn có thể kích thích họ một cách hiệu quả và ngược lại ba làm những gì mà nữ kia muốn hoặc hoán đổi vai trò chủ động hãy tìm những cách sáng tạo và thú vị để khơi gợi hứng thú tình dục của người ấy dựa trên điều mà họ thích chẳng hạn nếu người ấy thích cảm giác bất ngờ bạn có thể chơi sẵn trong phòng ngủ khi họ trở về nhà sau giờ làm việc. Hoặc đơn giản là hoán đổi vai trò chủ động trong chuyện chăn gối. Tuy thoạt nghe có vẻ không mấy kích thích, nhưng việc này thú vị hơn bạn nghĩ. Dù cả hai có những cách khác nhau để bắt đầu quan hệ tình dục, nhưng cảm giác mong đợi và tò mò về những gì mà đối phương sẽ làm, cộng thêm ham muốn đến từ hai phía sẽ giúp cho cảm xúc thăng hoa. Phương pháp 3. Làm thế nào để khơi màu trận mây mưa vào buổi sáng? Một một màn vào đầu nhẹ nhàng có thể kích thích người ấy Thử tưởng tượng vào một sáng nọ Bạn và người ấy tuy mệt nhưng khá thoải mái Đây là nền móng tuyệt vời cho việc quan hệ tình dục Có thể nửa kia chỉ cần một cú hít khẽ để bắt đầu Hãy thử vuốt ve chính bạn hoặc người ấy Nếu thực sự cảm thấy kích thích Bạn thậm chí có thể chủ động quan hệ tình dục bằng miệng để khởi động Sau khi mọi thứ đã nóng hơn Cả hai có thể tiến hành những tư thế đơn giản nhưng cực kỳ kích thích và hiệu quả Chẳng hạn như ấp thìa, nên nhớ, đang là buổi sáng và ai cũng mệt. Thực sự khó mà có một ngày tồi tệ sau trận mây mưa đầy hứng khởi vào buổi sáng với người ấy. Chỉ nên làm những việc mà bạn cảm thấy thoải mái, đồng thời nhớ để ý xem đối phương có thoải mái với điều đó hay không. 2. Đừng lo lắng về vấn đề vệ sinh cá nhân nếu thời điểm thích hợp. Hứng thú tình dục có thể bị dập tắt nếu bạn mãi lo lắng về hơi thở hay mùi cơ thể, có thể đối phương thực sự không hề để ý đến chuyện đó. Khi cả hai đang cảm thấy ham muốn thì hơi thở của nữ kia cũng trở nên nóng bỏng. Đồng thời, bạn cũng không cần bận tâm về việc phải thay đồ ngủ, dù gì thì sau cùng quần áo cũng sẽ được cởi bỏ, nếu cảm xúc thích hợp thì đừng chần chừ. Nếu bạn cảm thấy không tự tin, hãy để sẵn một ít kẹo bạc hà trên tủ đầu giường hoặc uống một chút nước để xử lý nhanh mùi hơi thở và bắt đầu cuộc vui ngay. Phương pháp 4 đàn ông có hứng thú khi nữ còn lại khơi gợi việc quan hệ tình dục hay không? Một, đa số đàn ông đều thích điều đó, hầu như ai cũng thích quan hệ tình dục. Vấn đề ở đây là tìm hiểu cách mà người ấy thích để bắt đầu chuyện ấy. Bạn có thể thử vài cách khác nhau, chẳng hạn như khiến chàng bất ngờ bằng bộ đồ ngủ quyến rũ hoặc dành thời gian cho màn dạo đầu nóng bỏng. Tuy nhiên, để kích thích ham muốn của người đàn ông một cách hiệu quả nhất thì bạn cần hỏi về những điều mà anh ấy thích. Hãy hỏi xem chàng thích gì và muốn điều đó diễn ra như thế nào. Giao tiếp cởi mở và rõ ràng là chìa khóa giúp đời sống tình dục của hai bạn ngày càng thân mật và hòa hợp hơn. 2. Tìm hiểu những cách thổi bung ngọn lửa tình dục của chàng Nếu anh ấy từ chối tiến xa hơn, không hẳn là vì thời điểm mà có thể do cách mà bạn khơi gợi cảm hứng tình dục. Đừng cho rằng bạn biết chính xác anh ấy thích gì. Hãy trò chuyện về những điều mà chàng thích hoặc không thích để có thể biết cách làm chuyện ấy diễn ra suôn sẻ hơn. Tình dục tự phát và mới mẻ cũng thú vị, nhưng bạn nên trao đổi với nữ kia xem họ thấy thế nào. Nếu anh ấy không thích, đừng gượng ép vì như vậy có thể khiến đối phương mất hứng. Phương pháp 5 Có những cách sáng tạo nào để bắt đầu chuyện ấy? 1. Mặc quần áo gợi cảm để gửi thông điệp rõ ràng Đẩy nhanh quá trình bằng cách gây bất ngờ với bộ đồ lót hoặc trang phục nào đó mà bạn biết chắc đối phương không thể ngồi yên bạn cũng có thể thử giả vờ bẽn lẽn để treo họ. Hay đi thẳng vào vấn đề. Sau tất cả, nếu bạn mặc trang phục đó, người ấy sẽ biết những gì diễn ra tiếp theo. 2. Để lại một vài dụng cụ thể hiện gợi ý cực kỳ rõ ràng. Đặt vài chiếc còng tay trên giường hoặc đồ chơi tình dục mà người ấy thích sử dụng. Khi nữ kia thấy dấu hiệu mà bạn để lại, họ sẽ biết điều gì sắp sửa diễn ra. Không nhất thiết phải là thứ gì đó rõ ràng liên quan đến tình dục đôi khi bạn chỉ cần mở nhạc hoặc tắt tivi cũng đủ để người ấy chú ý. 3. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn khơi gợi để treo họ. Chẳng hạn như khi người ấy đang trên đường về nhà và nhận được tin nhắn. Vào phòng ngủ ngay khi về nhà nhé, em đang chờ ở đây. Họ sẽ biết ngay bạn muốn gì. Nhắn tin cần là một cách quyến rũ lén lút đầy thú vị. Giả sử bạn đang ở phòng khách với lũ trẻ hoặc gia đình, bạn có thể gửi tin nhắn hư hỏng để treo chọc người ấy và khơi gợi cảm xúc cho khoảnh khắc thăng mật sau đó. 4. Bắt đầu di chuyển xuống phía dưới khi đối phương không để ý. Thử tiếp cận họ vào những lúc bình thường, chẳng hạn như một nụ hôn khi bạn vừa về tới nhà hoặc lúc nữ kia đang chuẩn bị đi làm. Hãy để đôi tay khám phá cơ thể họ và nếu người ấy tỏ vẻ hứng thú, bạn có thể bất ngờ chuyển sang quan hệ tình dục bằng miệng, sau đó dẫn dắt đến chuyện ấy. 5. Không nên đánh giá thấp những cơ hội khi người ấy làm việc nhà hoặc công việc hàng ngày rõ ràng là rửa chén hay gấp quần áo không có vẻ gì là tình huống tạo nên ham muốn nhưng đó có thể là thời điểm hoàn hảo để tiếp cận và thử khơi gợi hứng thú tình dục của nữ kia hơn thế nữa về sau cả hai sẽ cảm thấy mong đợi đối với những công việc nhà nhàm chán nếu đó từng là tình huống bắt đầu cuộc vui lời khuyên nỗ lực để giao tiếp một cách trung thực và cởi mở về chuyện ấy bạn càng hiểu về người ấy thì càng có khả năng kích thích họ hơn đừng quên tôn trọng cảm giác và sự đồng ý của đối phương mục tiêu của bạn là làm cho nữ kia muốn quan hệ tình dục chứ không phải là làm tình bất chấp cảm xúc của họ cảnh báo đừng nên ép nữ kia phải làm điều gì đó khiến họ cảm thấy không thoải mái điều này có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như mối quan hệ